Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nada Gaming. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái tựa game GTA 5 Roleplay này. Và theo các bạn đã biết thì tập trước mình đã giả làm bên Ballad và mình đi gây sự bên quân đội ha. Mình cướp cái chiến hàng vũ khí đó, thì mình tha cho những người quân đội đó còn sống để về báo tin cho ông Hào. Thì mình nghĩ tập hôm nay sẽ là một cái tập rất là gây cấn đây, coi như là ngâm đất lợi nha các bạn. Mình sẽ xem coi là giữa bên quân đội với bên Ballad sẽ có một cái cuộc chiến như thế nào. Và sẵn luôn thì trong cái chuyến hàng hôm bữa có một cây minigun theo yêu cầu của Tabu Trần order các bạn, thì nó đang trong người của mình, đang trong cái túi. Thật ra thì minigun bỏ vô túi nó không đúng lắm, mình nói là mình bỏ vô cốp đi ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi mua đạn cho nó và mình sẽ thử sử dụng. Tại vì cũng có khá là nhiều bạn yêu cầu mà nó sử dụng thử cây minigun đi. Thì đầu tiên là nó hơi BG một xíu nha các bạn, tại vì cái cây minigun kiểu như này thì xách ra đường nó hơi kỳ cục xíu, nhưng mà thôi vì các bạn cho nên là mình phạm luật nhẹ xíu, không sao đâu nha. Rồi thì hôm nay mình đang ở cùng với team của mình. Trời ơi thằng Hòa thì hôm bữa nó đã làm siêu nhân, nó giơ tay chạy vô bên kia, bây giờ nó mặc nguyên cái con đấm nó ghê luôn trời. Rồi hôm nay tụi mình không đi xe bọc thép nữa nha các bạn. Tuy là một hồi có gì thì mình sẽ ứng biến, tại vì á cái kế hoạch của mình á là gài cho bên quân đội bắn lộn với bên Ballad, và sau đó mình cứu Ballad để mình kiểu như là mình tạo ra một cái để Ballad cảm ơn các thứ kiểu vậy các bạn đó. Cho nên là mình không có đi xe bọc thép, thì đi quân đội nó biết, cho nên là bắt buộc phải đi những con xe này, nó xe màu đen thôi. Ok, ai lên xe tôi nè, ai lên xe tôi nè. An đi. Xe này hiện tại mình đang súng nha các bạn. Lót thảm đỏ cho tôi chưa? Hả? Sao? Lên. Lót thảm đỏ chưa? Láo bà ừ, rồi thảm đỏ đi, rồi thảm đỏ đi. Rồi xe hết chỗ. Lẹ 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 lẹ, đứng cho, đúng đúng rồi. Rồi ok, hết chỗ cho bạn, chính thức hết chỗ. Thấy chuyện này không? Ok, tôi thấy ok rồi bạn. Bây giờ cù với lại bà với cù đi xe nào đen đen nha, đi con đen đen, đừng đi con trắng. Rồi cù điên mình luôn, cù đi con trắng là tôi cắt cổ cù. Bây giờ anh em mình đi mua súng cái đã. Mua đạn mua súng cái đã. Để coi cái tiệm súng. Ê, nó gần dữ vậy ta. Địa bàn này nó hợp lý đó. Găng nằm nay chỗ này cũng ngon lắm á. Bởi vậy trời. Gì cũng có. Dạ. Có bằng lái chưa vậy? Có rồi. Ủa nào đang ngồi trên xe này vậy? Nào đang ngồi trên xe vậy? Nào mới thốt ra câu có bằng lái à? Tôi mới nói mấy thằng đuổi. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua đạn. Mua đạn nha anh em. Nói mà thấy đầu ra không cũng chửi. Thiệt luôn á, đã kêu nó đi con xe đen rồi mình đi thăm dò tình hình, mình đi gọi là lén lén chứ đi nguyên đen màu trắng thì mình khác gì. Mình thăm dò tình hình nó gì, mình cũng mặc đồ đen đi gì. Không bạn mình ngồi trong xe, bạn mình ngồi trong xe là được. Thằng cô luôn xe ra coi thiệt chứ mấy. Vậy đổi xe đi. Ok bây giờ mình thẳng tiến qua bên địa bàn Ballad luôn, mình lên trên núi nha anh em. Không có đi đường trước đi trên núi á. Trên núi Ballad là ở khúc này nè. Đứng chẳng. Đứng chẳng. Ủa gì vậy? Gì vậy? Gì chỉ xuống vậy? Láo gì? Đi. Ôi láo gì mấy này nó dành chỗ của bà chứ biểu. Ôi già rồi. Ê, Hòa ơi, cái cửa bên em đâu Hòa? Không biết nè. Bên chị thấy em gặm vô cái cửa rồi. Bắt ai đợi đi ta. Giờ này còn con T-Rex gọi đồng đội nữa. Con T-Rex lúc nào nó cũng chậm trễ, đúng là mấy con T-Rex khác. Bây giờ mình... Đâu, T-Rex đâu, bây giờ mình lao lên núi rồi mình đi upgrade luôn nha. Chắc là mốt mình phải sơn con xe upgrade thành xe màu đen mới được. Nhưng mà tại xe này nó có súng. Chở em. Đâu đi xe đen nha, đi xe đen nha. Nào mà đi xe trắng về tự đóng phạt 1 triệu vô găng á. Ủa còn thằng nào mặc đồ trắng thì sao anh? Nào mặc đồ trắng thì được cộng 1 triệu em. Không, nghĩa là được mấy thành viên cho mỗi người 5 triệu. Láo. Bóc lên luôn đi em, bóc lên luôn đi. Ổng đi đường rừng lên mà. Đi đường rừng á, đi đường rừng á. Anh em mà đi đường rừng đứng trên này á. Đường này nhìn ngứa mắt. Sắp tới nè. Chứ biết vậy tôi đi con upgrade cho rồi mà tao upgrade nó toàn màu trắng không mà. Cái thằng con hồn là kêu sơn màu trắng á. Thì đó, tại kêu thằng Khang chứ mày chân ở trong này chỉ có cái lò sơn của thằng Khang nữa. Trời ơi, quả nó lái xe chắc tôi đập đầu tôi chết luôn. Chết đi. Chết trước khi bị tụi kia bắn đi, không sao đâu. Meo 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 mấy meo meo. Rồi nào. Đi đường này tội chiếc xe quá. Tội. Sao đâu, tụi mình giàu mà. Về mốt bỏ đi bộ. Nó tồn. Jun ơi, Jun có đồ sửa xe không Jun? Có rồi, có. Ok, xíu 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 x
chết lô. Xong rồi. Này là gọi là chuyến trải nghiệm upgrade bằng xe sedan. Hợp lý chứ hả? Sao xe cầu sau, con này nó xoay bánh kia tụi bay. Quà ơi là quà. Rồi ok, tới nè. Thôi từ từ từ. Anh em đi lùi lại, có mấy thằng trên nóc, có thằng trên nóc. Nghe thăm quà đó cũng không tới đâu chứ đừng nó đi lùi. Đây, lên đây lẹ nào. Trời ơi, thiệt mấy mày chạy non quá. Vậy cảm giác chị đi bộ lẹ hơn em quá. Ok, anh em mình Jun ơi, sửa xe giùm anh đi Jun. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía sau mình lấy cây sáo nồng cho các bạn xem nha. Rồi sau khi tốn một vài quá trình mở súng, gắn súng, nạp đạn các thứ thì bây giờ mình sẽ thử bắn siêu nhân hết thời nha các bạn. Này là lúc trước là siêu nhân, bây giờ do là siêu nhân không có nhiều tiền. Ok bây giờ mình đứng cả. Ê tắt cái đèn xe thằng Hòa. Tao thằng Vô nó mở đèn pin. Không thằng Hòa tôi thấy nó mở đèn xe nè. Có thằng nào mà đi coi lén mà nó mở nguyên trội, tôi thấy sương mù nó bay trước mặt tôi luôn á, thiệt. Vậy nè, ra mấy đứa đi ra. Mở cái đèn xe nè. Đừng có đóng. Kêu đi ra mà thằng đồ chùa đi. Phải đánh vô xe nó mới tắt. Tắt cái đèn xe cho nó còn bật hai giáp lên nữa chứ. Trời ơi. Thiệt chứ tôi nói thiệt chứ tụi dưới kia nó nhìn lên nó thấy luôn á. Vậy nè. Ý đừng có đánh. Đâu. Ê, cái cây này đi nhìn cái tướng nó mắc cười quá luôn. Đánh nữa. Luôn ơi, coi cái tướng nó đi này luôn. Rồi bây giờ mình đứng mình cam nha, đứng cam nha. Tôi thấy con đứng đây tao show rồi. Lượn lượn trên nóc nhà, mấy thằng nó bay trên nóc nhà. Mình coi từ hướng đường này nữa nè, để coi khi nào quân đội tới. Tầm giờ này ông Hà ông hay điều quân ông đi bắn lộn chiếm lộn lắm, tại tầm giờ này dân tình đi ngủ hết trơn rồi. Ê, mấy đứa, đây là sân của chị. Từ từ để anh lột đồ ra cái đã, đồ nó chắc thôi. Mafia mà lột đồ cái gì? Dục cái vỏ xuống đất là được, nhìn cho nó đẹp đẹp. Ê, có xe. Có xe. Tôi mới thấy. Đúng rồi anh em ơi. Kìa kìa, hai chiếc. Ái chà. Em ơi chuẩn bị nha anh em. Từ. Ê, thằng trắng. Chắc tao bắn mày trước khi mà tao bắn tao kêu quá à, thiệt luôn á. Nè, phải như chị phải không? Cái này mà tôi sấy tôi bắn một phát chắc nó trời ơi. Quả khỏi nhìn thấy xác luôn. Thiệt rồi. Đây mình đi xuống coi kìa. Kịch. Mệt thay người này. Kịch hay. Ôi bắn rồi kìa. Ôi cái nó phóng lên luôn các bạn. Ê, kháng, ngồi xuống. Trời ơi bắn nhiệt tình quá. Ê, chủ cố lên mấy anh ơi. Ủa, tính ra là mình ủng hộ phe bên nào á? Không, thằng nào chết đó mình. Ê bà thấy tôi giác cây này mới mốt cái mông tôi nó to lắm rồi luôn, bà nhìn nè. Cái mông nó ưỡn cái người lên luôn. Dây lại đây nè, dây. Cái này tính ra cây súng này mà bán cho mấy chị kia thì hợp lý á, mấy chị mua ào ào luôn. Mua như được mùa luôn. Nằm xuống, đừng có ngồi. Nằm làm sao? Nè giống em nè. Cái gơ cái cuối cùng á. Thiệt chứ. Nào con trai mà nằm cái gơ. Ôi chị tin. Ê, cặp cái súng nhìn đã lắm á, trời được, ê bắn được luôn nè luôn, ê như như là lính tập kích vậy á, ái chà, được, trời ơi, như lính tập kích vậy á. Có thằng tập kích nào ở trong sáu nào nữa để đi tập kích không? Được. Sao rồi ta, đợi ba la, sao rồi ta, không biết ba la còn ổn không ta? Bắn quá trời, bắn như pháo. Ở trên nóc rồi mà mình không có đem súng nhắm, trong xe tôi không có để cái súng nhắm nữa. Tôi có 3.000 viên đạn mà tôi không biết tôi xả 3.000 viên này trong bao nhiêu giây nữa. Có thằng nào chạy qua bên trái à? Ở trên móc lớp à? Đâu? Có không? Có thằng bên trái đó, bên sân tennis á. Móc lớp bỏ đi. À hình như có kìa, tôi mới thấy nó lướt mà. Thằng hướng đội. Mấy này đỉnh thiệt. Thằng hướng đội đi ra sau đạo cái gì? Đạo bên mình là gì? Đâu. À chưa mà, nó đi bên xe tải mà. Nó đi, nó bao quần không lên đây đâu. Nó mà lên bắn mình sợ gì. Trời ơi, cái này mà tôi xả đạn xuống chắc như là mưa luôn á. Bắn cho anh, ngửa tay quá anh ơi. Từ từ, mình phải ngơm đắc lợi chứ, bắn cái gì, đợi tiếp đi. Tụi nó bắn hết đạn đi rồi mình bắn. Ừ, đợi cái nào mà yếu rồi mình xuống mình tập kích từ phía sau của quân đội luôn. Ok anh em ơi, bây giờ mình đi, xuống rồi. Đây cái trước. Đi, cầm cái này nặng chết, ê. Ủa, phía sau này có thằng nào vậy, ê, có thằng nào kìa. Nào kìa. Chơi đó ông đại ca. Có thằng nào vậy, giết nó. Thằng quần cam hay quần gì vậy? Thằng nào vậy, thử súng. Trời, nằm liền luôn trời. Mới có 40 viên đạn thôi mà nó nằm liền ngay lập tức đi, luôn. Đi xuống dưới đại ca, chạy lên cái gì vậy? Đi lấy xe phóng xuống chứ, một hồi xuống. Ủa? Dưới rồi là lấy. Ê, cái gì lấy xe? Thiệt kích. Hả? Đại ca đi bộ binh mà, đại ca là bộ binh mà. Mình đi thẳng đứng đàng hoàng đi chứ đi hàng quá.
Hay quá. Phải đánh bộ đi chứ. Từ ta cái súng này nó nặng, lớn tuổi rồi, cũng phải như mấy thằng trẻ trâu đâu mà. Chị còn cố vét cái súng tôi. Súng này súng mạnh. Từ. Thôi mấy thằng em đi xuống đi mấy thằng em. Để đại ca đi bộ xuống lại. Để đại ca mở cửa xe cái nè. Rồi. Để đại ca đi bộ xuống lại. Đi bộ xuống cho nó nhanh. Chứ cầm cái này lên xe đâu có chỗ cất đâu. Để tôi đi bộ xuống tôi cầm xuống tôi bắn cho anh em. Hai thằng áo tắng đang chạy không? Mất thẳng luôn. Mất thắng. Tôi bắn phát đổ chết tới 4 thằng bây giờ. Ủn. Anh em ơi, bây giờ người ta treo đầu trắng nhiều lắm nè, phá không anh em? Chứ rồi đại ca em đứng sao nè, không từ nè, từ nè. Ê, từ nè. Ê, thằng chọc, cứu thằng chọc anh em. Ủa, à. Sao? Đập mặt nó đất rồi. Đất nó đỏ, đất trượt quá. Chưa ra chiến trường, nó chết rồi. Rồi anh em, tới nè anh em. Tự nhiên qua đường mình phải coi cho cẩn thận. Rồi, vô, anh em mình vô. Cho tao vô trước đi. Vô đi, vô bắn đi. Nè, tao đang trễ, nó bắn lộ kìa. Vô đi. Trời, cái này nó đã đảo á. Ây da, đảo á. Nhưng mà vô, tìm mình vô đi. Một này, vô. Tăng. Ê, đừng có bắn đầu tao bô nha, Tôi cầm cái này tôi nã cái đã. Quy dung. Để tôi bắn lần nào đây. Chết. Trời ơi, đã quá, nhưng mà tôi bắn không trúng ai hết trơn á. Thiệt. Ờ, có người nằm kìa, có người nằm kìa. Rồi, nằm hết rồi. Không, từ, còn nằm. Ừ, cái xe kìa bạn. Để bạn, mấy này tôi xử cái một. Ok chưa? Triệt tiêu. Ở đây, đua xe đây, tôi đi cất vô cất xe. Bắn đi, để tôi vô, tôi lấy xe tôi. Ê, ủa. Hello, bà rô. Lên đây, bà rô. Mình cất. Từ bé, đợi tí xíu, cất cái súng vô cái đã. Sao bạn? Ổn không bạn? Nằm hết rồi, sao anh em bạn nằm hết trơn rồi? Hai người đó. Trời ơi, sao vậy? Sao mà muốn đội nó qua rồi? Giờ bạn, một là tôi cứu bạn, hai là tôi bắn bạn luôn, giờ bạn chọn nữa. Con ngon. Giờ bạn sao? Anh em mình hợp tác không bạn? Ủa sao bắn hợp tác thì tôi cứu bạn với anh em bạn, còn không hợp tác thì tôi đặt bom tôi nổ hết các bạn. Lên xe cứu sáng vậy. Về lên xe đi bạn. Ok, hợp tác đúng không bạn? Y tín nha. Y tín Trần Tân các bạn. Uy tín. Ok, vô lên xe đi bạn. Thằng Trần Tân là thằng em của thằng Trần Bi đúng không? Đúng rồi, thằng đó nó láo lắm. Nãy giờ. Ê bạn ơi, lên ghế sau không phải lên ghế lái bạn ơi. Rồi anh em mình vô cứu xem mấy thằng ba la còn ai không? Bạn có ai muốn cứu nó không bạn? Trong đó còn ai bị thương không bạn? Cũng lâu. Đó, bị thương quá, hết trơn rồi bạn. Cũng lâu. Ủa, cũng lâu sao? Nghe cái gì á? Lên xe bạn. Chụp được bạn. Ủa, gì vậy bạn? Ủa, em lên xe luôn đi. Cú đầu hamburger. Ủa. Sao bạn mệt mỏi quá gì tự nhiên nằm rồi bạn? Chưa dưới chân mà nằm rồi bạn? Con bệnh lắm mẹ. được, hay ở dùn, hợp lý, ok, duyệt. Rồi, lẹ anh em, chuồn. Lẹ là mình chơi bài chuồn nè. Đập chích chứ gì đó. Bày. Ê, không xe trời. Ok. Láo rồi. Bạn phải biết là bạn bây giờ là bạn phải nghe lời tôi chứ. Bạn phải làm sao rồi, đừng có manh động với bạn, anh em tôi đông lắm bạn. Tuy là đông bằng bạn nhưng mà anh em tôi sẵn sàng giúp bạn liền á. Ngoan nha bạn, ngoan kia nó chích cho. Lão thiệt. Ngoan kia nó chích cho, thôi nó chích bạn khác là bạn về sát luôn các bạn. Rồi chích nó đi vô. Con bịch lắm mẹ. Sao rồi, tên mình sao rồi? Alo. Hú. Rước nó chưa, đi. Mình rước mấy thằng gọi là cộng cán thôi chứ còn mấy thằng kia bỏ đi. Đi về. Sao team mình mafia mà lại đi con xe dạng khè như thế này đây? Kỳ cục quá. Chồng xe mới cướp của ta đó. Hả? Xe mình chạy nhanh quá bạn ơi. Tôi lượm được xe du lịch nè bạn. Đâu. Ra đi chứ. Ôi, công an kìa. Mời không biết gì đâu nha. Quỷ này nghe tiếng súng bắn cũng lẹ lắm. Không. Bảy ơi, anh xe ơi.
Đi anh em, đi anh em, rồi đi luôn đi. Ok, đi luôn. Bạn hứa kẹp tôi cho bạn. Bạn hứa tình anh em tí đi bạn. Anh cảnh sát ơi. Anh cảnh sát ơi, cảnh sát rồi, bạn đi du lịch nào vậy? Đi lẹ đi bạn. Con nguồn bia mà chứ không cho tôi là. À, ok. Lẹ đi anh em, chạy đi anh em, còn chần chừ gì nữa đó. Cái thác ngu bò, trời ơi. Chạy đi anh em, bắn hết tốc độ đi anh em. Đây cái nãy con xe nhỏ xíu nhìn cưng vậy. Rồi, hay quá, ông trời ông mưa là ông cho mình bạn tin tưởng mình không bạn chồng? Không anh ơi. Ok, hay lắm bạn. Câu trả lời khá hay đó bạn. Nào mà cứ la cứu em như vậy. Ơ, mấy bạn ơi, xe đường nó hơi trơn, từ từ xí xí, anh sĩ quan, anh sĩ quan, anh sĩ quan. Hả hả, em đâu hàng? Ủa, tìm mình á. Đúng rồi, từ từ em quên đường về nhà rồi. Tìm mình, từ từ, cắt đuôi nó, cắt đuôi mới về nhà được. Anh cảnh sát ơi, cứu em. Đường nó trơn quá, thiệt luôn á. Anh cảnh sát ơi, cứu em. Tôi giếm vô cô mà, tôi ăn nguyên cái nhà luôn. Nó mua nó lót bánh thuộc đậu. Cứu em. Lót ghê lắm bạn. Xét đi đâu vậy ta? Bạn mình là cái bạn cái cảnh sát này, một là cảnh sát theo ông Hào. Ê, đây nó lớn bánh, nó lớn bánh quá. Hai là cảnh sát kiểu thì cái đường chân của mình không có làm mấy pha rồi là cắt được kiểu kia. Cái đường né cái đường bạn sai lầm đi đường cục rồi. Không sao đâu bạn, mình biết khu này của mình mà bạn. Cắt đuôi được rồi. Khu này mình tuy là chưa sống nhưng mà mình cũng biết chút chút bạn. Có cái hầm ở dưới kìa anh. Quay lại có cái hầm ở dưới kìa. Rồi để em dự dụng cảnh sát. Cảnh sát ơi cứu em. Ê, người bớt nói thôi rồi quỷ này. Anh em mình lượn đây nhiều quá vậy. Bây giờ anh em mình lượn đây hoài luôn. Ê nó bắn kìa, nó bắn kìa, ê nó bắn kìa. Trời ơi, thiệt chứ con xe này nó thiết kế ngu, tôi chưa làm thiết kế như này. Thiết kế súng là phải thiết kế phía sau chứ không thể nào thiết kế phía trước được. Chạy, cắm cái đầu chạy không à. Đây nha, bắn phía trước làm sao mà được. Nè, chui hầm nè. Như hầm cục có Khang ơi. Ê thiệt, hầm cục, không. Ừ, chui hầm này nó bắn cho chết luôn. Yeah. Ê bây giờ từ. Ơ trời. Chơi không, trời. Ai đang ngồi ở đây không? Được bạn gì ra nghe. Ê, xe hư anh em, xuống. Mình không có súng minigun này tại vì ơi, xe đổ. Bắn đi anh em. Bắn đi anh em, tại xe tôi nó bị hư rồi anh em, bắn đi. Bắn nhiệt tình vô cái súng tôi cất trong kia rồi. Các bạn, tại vì các bạn mới biết là như lúc nãy mình nói là cái cây minigun nó khá là nặng và nó khá là bự thôi, thì để tránh những cái mà gọi là ít non RB nhất á, thì mình sẽ, lúc nãy mình đã nói là mình cất vô trong kia rồi. Mình vẫn nằm đây, giờ mình không có dùng lấy được, mình chỉ có còn cái lục thôi. Thì nó dễ lấy trong người, dễ lấy rồi, xong rồi. Xong chưa, anh không có đem cái kia nó nặng quá thiệt chứ. Anh kệ, còn bên trên kìa. Cái gì đắt rửa nó mau. Thấy nó la là bắn bây giờ các bạn. Bạn thấy rồi, không bắn dùm tôi, bạn còn đứng bày la đó bạn. Chị biết chiếc này tên gì không vậy? Biết, chiếc này mắc tiền lắm. Ủa, sao, này nó bị nằm rồi. Mắc tiền. Ê, như còn mà đúng không? Chết cho cảnh sát kìa. Còn. Dạ, chết rồi, còn với Hồng á. Còn. Anh em mình ai còn đồ sửa xe không, sửa dùm tôi con xe. Thôi rồi, sao mấy người lên lẹ vậy, sao tôi nói. Trời ơi mấy bạn, tại vì hồi nãy đang thắc mắc là xe mình 4 người, trong khi cảnh sát có một thằng nó dí theo rồi, tại sao mình không bắn nó. Nhưng mà mình nhận ra thì xe mình nó hư bạn. Lên bỏ xe đó đi, bỏ rồi đi xe nào? Đi xe này. Được. Lẹ bạn, tao báo. Quý tao báo nó chạy, nó nhiều chuyện, nó báo đồng chứ, đi đá cảnh sát. Tao báo, lên. Tao bao, lên xe lẹ. Rượt vui nhờ, em đỡ còn ở đây. Tao bao. Đá. Ok, lên. Rồi, ok, bỏ đi chạy. Ê, được rồi, xe rồi. Mình đứng bên cạnh xe, ở rồi, rồi. Ok, đi. Chào mọi người. Láo đi. Giờ mặt tao, cảnh sát. Ủa, bạn đang nói mình, bạn đang nói cảnh sát các bạn. Nói anh, nói anh. Vậy đi bàn. Để xem cứu mình đâm trước cho mình nè, cho nó không an nào.
đang rước thì mình làm gì? Thì mình về ra nó rồi. Đâu bạn? Đâu cái nồi nó nằm trong cái gara rồi bạn. Đang nằm đây nè. Sao đi nằm trong cái chồng ở trong. Trời ơi, ông không nói, hồi nãy tôi chạy luôn. Tụi tôi hy sinh gì mấy bạn phải biết thì chứ con xe găng của mình tại sao lại đi con xe phèn như vậy? Chạy nghèo á, có không thể tin được. Găng này không có tiền đâu. Rồi ok bác sĩ, ở trời xong đem vô nhà. Kêu đúng ngoài mưa gió vậy đó. Mưa gió. Từ từ bạn kêu cái này đàn em bạn đúng không? Mặc đồ vô bạn đứng đây trời mưa gió rồi còn cởi đồ vậy bệnh chết à? Tôi dạ. Đi làm giang hồ dầm giang hồ biết tôi quen rồi. Giang hồ tôi giang nắng phụ hồ biết tôi quen rồi. Đếp ơi giang hồ hôm bữa bạn hôm bữa bạn đòi bắn lộn tôi, bạn kéo người tới dưới hầm á đi bằng cách lao đó là tại bạn, đó là tại bạn. đánh lộn có chừng đánh lộn á, có chừng đánh lộn á chạy ghê. Thôi tôi mệt bạn quá à, đâu rồi bạn đứng yên coi. Mai cứu tôi về, tôi bị đạp. Sao bạn, bây giờ sao bạn? Xuống. Hôm nay mình chơi xuống bạn ơi. Hôm nay mình đổ mình chơi xuống rồi mình hết chơi, chơi cực chiến các bạn. Giờ sao? Giờ là bạn nợ anh em tôi một mạng đúng không? Thì tôi xin lỗi. Ủa xin lỗi không bạn, xin lỗi đâu có làm gì được đâu bạn. Giờ bạn chấp nhận rồi bạn làm việc cho tôi thì tôi còn cho bạn con đường sống chứ không thôi. Cái gậy này nó lỡ rớt vô đầu bạn thì tôi không biết gì sẽ ra đâu bạn. Ây da, rớt vô đầu thì bạn cứ đền vậy. Ây da, thằng này nó chưa biết kìa là gì rồi, lễ độ rồi ta. Này nó chưa biết cái gì rồi ta. Giờ sao bạn, quên nữa thằng ta bao đâu rồi, chùm vào đây. Sao bạn, giờ bạn nói đằng em bạn đi, giờ sao? Cứu bé. Không bạn, bạn Thịnh ơi, tôi nghĩ người ta bao nó nên tổ chức là vừa rồi. Ta bao ơi, bữa gì nó cắt hết hai hồn của em rồi. Ủa, sao? Ok. Sao cứ học với bạn đạo tôi đánh. Ok, sao bạn lại quýnh chung với tôi kìa. Ok, sao bạn lại quýnh thằng bạn trước tôi. Bây giờ sao? Bạn có đồng ý là bạn với anh em bạn làm gì cho tôi không? Coi như là anh em bạn nợ tôi một mạng các bạn. Chào bạn. Ok, đưa kèo lẹ cho bạn. Mình lớn ở giang hồ mình nói bao miệng mình không nói giấy tờ nữa nha. Uy tín. Ok, tính còn bạn mà lộn xộn rồi bạn coi chừng á. Coi chừng gậy nó rớt vô đầu giống như quỷ lúc nãy rồi được chết tại tôi xui chứ bạn. Ok anh em giải tán đi, anh em vô nhà chú bớt đỡ mưa, anh em vô sửa. Anh khoan. Sao á? Phong tục. Đúng rồi, quên bạn tao bao. Bạn tao bao ơi. Đứng yên bạn. Tao đáng. Đúng rồi. Bên tụi mình có cái phong tục là người mới vô thì mình mỗi thằng đập cái bạn ơi. Người mới rồi hả? Lão. Người mới. Quýnh đi. Ok mình vô địa bàn nha các bạn, coi như là hôm nay gọi là đúng như kế hoạch của mình á. Là mình cố tình mình gài đâu rồi mấy bạn thông cảm á, nhà này hiện tại là tuy là không bị dột nhưng mà có nước mày láo hả ta. Mời khách vô đi khang, coi như là mình chọt cho bên quân đội kiếm chuyện với bên Ballad thì sau khi đó mình sẽ xuống mình cứu Ballad và từ đó thì mình sẽ có thêm đồng minh là Ballad, có thêm một cái nguồn lực khá là lớn rồi các bạn. Thì các bạn cũng đã biết thì hôm bữa cái hồi mà mình đợt trước mình bị Ballad nó công vô cái chỗ này của mình là mình hơi bị quế rồi, đông quá trời đông luôn, bên mình thiệt không có nhiều người hết trơn á, mà bên Ballad phải nói là đứng nó vàng gần hết luôn, cho nên là cái kế này cũng khá là thú vị. Nhờ vậy thì mình có thêm đồng minh, có thêm nhân lực và mình sẽ chiến với ông Hào. Thật ra là cái hồi mà mình lúc mà ra lấy súng á, mình tưởng là ông Hào ra thì mình định múc ông luôn, nhưng mà không, ông khôn lắm các bạn. Ông kiểu ông chỉ gặp mấy người này kia rồi vô ngồi sửa cái thứ đi. Đâu rồi, phong tục anh cúp điện anh ơi. Cúp đầu cúp tại tiết kiệm điện em, mình là mình người tiết kiệm điện em ơi. Láo rồi rồi đó, ok thì đây mình sẽ phép từ nhà đây nha. Rất là cảm ơn các bạn theo dõi tập hôm nay của The Game Grand Roleplay. Hẹn tập sau thì tập sau hứa hẹn với các bạn là mình sẽ có rất là đông nguồn lực để mình sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
đi này kia bảo kê các thứ đi cà khịa cũng đủ rồi, nhân lực như đây là gọi là hơi bị dư giả rồi các bạn. Rồi ok, thôi chào các bạn nha, hẹn các bạn ở đó sau, bye bye.